Chúng ta đều biết dầu dừa có rất là nhiều tác dụng đối với sức khỏe cũng như là làm đẹp. Và trong làm đẹp, một trong những ứng dụng của dầu dừa đó chính là dùng dầu dừa để trị nám. Hiện nay chúng ta có hai phương pháp phổ biến trị nám bằng dầu dừa. Cách thứ nhất đó là uống sản phẩm tinh dầu dừa kết hợp collagen. Dầu dừa được tinh chế thành dạng viên nang kết hợp với một số thành phần collagen giúp bảo vệ vùng da bị tác động, kích thích tăng trưởng tế bào da, loại bỏ các độc tố trên da. Phương pháp này tuy khá hiệu quả nhưng lại tốn kém về mặt kinh tế cho người dùng và chỉ những chị em phụ nữ có điều kiện kinh tế mới có thể áp dụng. Cách thứ hai rất là đơn giản và được hầu hết các chị em chúng ta sử dụng, đó là sử dụng trực tiếp dầu dừa để trị nám. Phương pháp này không tốn quá nhiều chi phí và mang lại hiệu quả không hề nhỏ. Yếu điểm duy nhất của phương pháp này là chúng ta cần phải thực hiện đều đặn và kiên trì để đạt được hiệu quả mong muốn. Dùng dầu dừa trị nám đơn giản nhất đó là các bạn làm theo các bước sau. Thứ nhất là các bạn làm sạch da với sữa rửa mặt. Nó sẽ giúp loại bỏ các bụi bẩn, tế bào chết trên da và giãn nở lỗ chân lông, thì giúp cho dầu dừa dễ dàng thẩm thấu vào da. Bước thứ hai là các bạn nên pha một chút nước cốt chanh vào dầu dừa, sau đó tạo thành một hỗn hợp hoa nhỏ, hoa mỏng lên da mặt, massage trong vòng 10 phút sẽ giúp dầu dừa thẩm thấu vào da dễ dàng hơn. Thành phần có trong nước cốt chanh và dầu dừa sẽ giúp loại bỏ dần các tế bào chết, đẩy chúng ra ngoài, đồng thời dưỡng tế bào da phục hồi, giúp tế bào da phục hồi hiệu quả. Và cuối cùng đó là các bạn nên chờ trong khoảng 30 phút, sau đó rửa lại bằng nước lạnh. Hoặc một số bạn có thể để qua đêm và ngủ lại tới sáng hôm sau rửa lại bằng nước ấm. Với phương pháp dùng dầu dừa trị nám này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một làn da trắng sáng, không hạn chế nám sau 4 tháng sử dụng. Tuy nhiên, cách trị nám này thường áp dụng đối với những đốm nám mới xuất hiện, còn các nám mảng, nám lâu năm thì không thể dùng biện pháp thiên nhiên này mà các bạn phải kết hợp với một số biện pháp mạnh như là dùng tia laser để đạt hiệu quả tốt nhất. Với cái sự chia sẻ của chúng mình thì hy vọng rằng chị em phụ nữ chúng ta sẽ có một làn da tươi trẻ khỏe mạnh.